Xin được chào tất cả các chú anh chị, tất cả quý vị, tất cả quý khán giả với mình Tâm Hương đang xem kênh Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh đi cùng với anh Dư Thừa Hồ là hai anh em tới đây để mà nghiệm thu nhà chị Lan. À, anh Dư ơi, cái nhà của chị Lan sắp xong chưa? Nhà chị Lan cũng xong rồi. Xong chưa? Trăm xong phần trăm rồi. Dạ, trăm. Vậy thì bây giờ hai anh em mình vô nhà nghiệm thu cái nhà hen rồi em sẽ trao tiền cho anh luôn hen. Dạ. Bây giờ thì Xanh sẽ mời tất cả các chú anh chị với khán giả sẽ cùng với Xanh với anh Dư sẽ bước vào nhà chị Lan để mà nghiệm thu cái nhà. Mời các chú anh chị. Rồi em chào chị Lan. Dạ, rồi gia đình mình có nhà mới rồi ha. Dạ. Nhà mình xong được mấy bữa rồi? Năm sáu nữa. À, rồi chào con, chào hai đứa nhỏ, biết chú Xanh luôn hả? Chị Lan ấy, tình hình sức khỏe của mẹ chị sao rồi? Bà yếu rồi. Dạ hả? Dạ. Dạ. Vậy thì chị cố gắng ở nhà chăm bà đi ha. Dạ. Hình như là mình mới làm lễ cầu an hay sao phải không? Dạ. Dạ. Rồi. Rồi anh chồng này thế nào rồi? Rồi Tết năm nay có nhà mới rồi, có mừng không anh? Mừng. Mừng quá trời hả? À. Rồi, vậy thì vợ chồng chị Lan trước ngồi đi, để em với anh Thợ nghiệm thu cái nhà cái nha. Đây là cái phòng đó anh Dư. Dạ. Cái này cũng cái phòng. Cái cửa này là cái cửa đóng. Cái này cũng có phòng. Dạ. Cái này là nhà vệ sinh. Lót gạch đúng không? Lót gạch luôn. Ủa rồi ống nước anh đi chưa? Ống nước thì chị Lan nói mới mốt kêu cây nước sạch lại nó đi cho mình. Bây giờ mình chỉ chờ ống sẵn vậy thôi. Nhưng mà cái ống kéo rồi phải không? Dạ, ống kéo vô. Dạ. Thì hôm trước anh em mình có nói là sẽ kéo ống luôn đó. Dạ. Dạ. Vậy thì là ống này bây giờ là có nước sạch là vô được phải không? Có nước sạch là vô luôn đó. Mình chừa sẵn ở trong này luôn rồi. Trong này. Cái này là để xài luôn hả? Dạ, để nữa gắn vô là mình xài luôn á. Rồi ví dụ như rửa chén thì sao? Cái này rửa chén là chị Lan xây nhà sau bên đây nè, còn làm cái sàn lãng rửa chén nữa. Chị Lan cái đây em hỏi thăm chút xíu nè chị Lan. Thì nghe anh Dư anh chia sẻ là sắp tới chị làm nhà sau hả? Dạ. Vậy là ai làm cho? Anh và con làm cho. Vậy là mấy anh nó đi đâu rồi? Đi thành phố làm rồi. Vậy hả? Tới thì ảnh lại, ảnh giúp. Vậy hả? Giúp rồi mình xài mấy cái cây này đó làm nhà sao hả? Dạ. Xài mấy cái cây cũ lại á. Cây cũ. Vậy là mấy anh bà con tiếp chị hả? Dạ. Vợ chồng chị làm được không? Được. Được phải không? Vậy thì khỏi mướn thợ ha. Dạ. Vậy thì nữa cái chỗ rửa chén là làm ngay nhà sau. Nhà vệ sinh thì ở đây ha. Dạ. Rồi nước thì chị tự kéo được không? Tự kéo được mà. Là chị tại vì biết sao, tại vì anh Dư thì không kéo được, tại vì cái nước sạch thì kéo theo cái tên của chủ hộ á. Nhưng mà ống thì anh đã đi sẵn rồi ha. Bây giờ mình đi mình đấu vô nó là có nước xài. Có nghĩa là chị kêu nhân viên tới là họ sẽ đấu cho mình ha. Còn tiền kéo ống nước thì có cô Hương hỗ trợ rồi đó. Nha. Rồi. Vậy thì là cái nhà sau của mình đó là sắp tới sẽ làm là khoảng bao nhiêu ngày nữa anh chị về để làm nhà? Một ngày xong rồi. Có nghĩa là bao nhiêu ngày nữa anh về? Từ đây tới đó. Tết hả? Tết giờ thì còn tháng rưỡi hả? Tết giờ còn có 1 tháng nữa. Tháng nữa. Ba tuần nữa. Vậy thì bây giờ thế này nè, bây giờ thì một lát em cho số điện thoại của anh Thừa Hồ, rồi có gì chị điện cho ảnh, rồi ảnh điện cho em. Khi nào mà anh chị về làm nhà thì nói với em rồi em đem tiền em trao cho chị để cho chị làm nhà sau ha. Rồi cho tiền mua cây mới gì đó. Rồi một lát thì em nghiệm thu cái nhà xong, em sẽ trao tiền cho chị một ít để cho chị chăm mua thuốc men cho mẹ chị. Rồi mình có nhà rồi mình dự định là mình sẽ đi làm lại không? Không. Sao không. Vậy? Làm ở chú quê mình đi, thì dậm lúa thì hai chồng dậm. Thì sáng thì đi rước con đi học đó, cho con đi học. Vậy là quyết định cho con đi học phải không? Dạ, dạ. Đúng rồi, phải cho con đi học. Dạ. Tại vì bây giờ thế hệ của chị với chồng chị không biết chữ á, dạ. Mình như khù khờ gì á, mình không có làm ăn được dạ. đâu. Rồi con chị sau này á, cái công nghệ nó hiện đại tiên dạ. tiến nữa, dạ. cho dù nó không có bằng cấp đó anh Dư, thì nó cũng phải biết cái chữ để nó có thể xài điện thoại không biết xài nữa, không có biết chữ nha, phải đi học lại đi ha. Dạ. Cho đăng ký, con muốn đi học lại không này? Con muốn đi học lại không? Muốn. Muốn không con? Ừ. Nè chú hỏi một lần nữa con muốn đi học không? Muốn. Muốn hả? Nói chuyện với cô chú là phải dạ muốn đàng hoàng nha. Dạ. Thấy chưa? Chị không cho nó đi học dạ. là nó cách nói chuyện nó cũng không biết dạ. cách nói chuyện nữa. Rồi bé nhỏ trước thì anh hay là nhỏ em? Anh. Anh hả? Anh nó có muốn đi học không? Muốn. Cũng muốn luôn hả? Muốn đi học luôn. Dạ. Thấy à. Qua đây chú hỏi rồi con. Qua đây nè. Rồi cho chú hỏi nè, con mẹ con có nhà rồi con có vui không nè?
Vui hả? Dạ. Sau này đi học là phải ngoan nha, rồi con có muốn đi học lại không? Không. Sao vậy? Đây. Không, để cho nó nói tự nhiên đi, muốn đi hay là không là biết liền không. À. Con không muốn đi học, tại sao con không muốn đi học? Hai ớt. Hả? Hai ớt. Cái gì nó nói gì? Muốn đi làm mướn hái ớt. Làm mướn đó. Muốn đi làm mướn hái ớt hả? Dạ. Rồi con muốn đi hái ớt rồi sau này con không biết chữ rồi thì làm sao con ra đời thì sao làm sao? Hả? Là con ra đời là con thua người ta nhiều lắm á. Bây giờ chú nói con nghe nè, bây giờ em con đi học. Con không đi học, con đi hái ớt đúng không? Dạ. Vậy thì sau này tương lai của con sẽ mịt mù hơn là em của con. Chú nói câu này rồi sau này con lớn lên vài chục năm sau chú con sẽ nhớ cái lời chú nói. Chú nói vậy chứ con cứ suy nghĩ đi, hoặc là nè hai vợ chồng anh chị phải khuyên nó. Dạ. Đó thì anh do cái đó là cái chuyện gia đình của chị phải can thiệp nha, em chỉ là gợi ý thôi. Bây giờ chú nói thế đó à, con nếu mà con đi học á thì sau này là con cuộc sống con sẽ tốt, còn nếu con không đi học thì tương lai của con nó sẽ mịt mờ hơn em con, tại em con đi học sau này nó sẽ biết chữ, nó sẽ làm nhiều tiền hơn và nó hiểu biết nhiều hơn nha. Rồi con muốn đi học không nhỏ nè? Có. Con tên gì? Đạt. Con tên gì? Đạt. Phải mê muốn phải nói là dạ con tên Đạt nha, cho nó đi học đi nó mới cách biết cách nói chuyện. Em bây giờ thì nó chưa đi học nên nó nói chuyện như vậy á. Con đi học rồi con ngoan nha con. Rồi vậy thì bây giờ cái nhà mình tổng thể là xong hết á anh Dư. Dạ. Có nhà có dột gì không chị Lan? Không. Không hả? Rồi tối đóng cửa này phải không? Dạ tối thì đóng cửa. Cho nó nóng đi. Rồi đóng bên trong phải không? Chốt lại phải không? Chốt bên trong lại. Rồi ở đây đất cũng một mí này nè, nhưng mà giờ là bên kia có bên kia hả? Dạ có bên kia, bữa kéo dây á mình làm người ta không cho làm ấy hả? Dạ. Rồi chị Lan mở cửa được rồi đó. Tính đóng luôn cái gì? Không. Rồi cứng cái này. Không hiểu nguyên nhân tại sao mà chị Lan được bên mẹ chị Lan chia cổ phần anh em thì sao cuối cùng lắng được có chút xíu à trời. Cái này bề ngang nó hơi hẹp. Quá nhưng mà đúng. Nó có chiều dài. Có chiều dài. Nhưng mà ý là phải được rộng ra cứ tầm khoảng nửa mét nữa là quá tốt luôn. Rồi bây giờ thì thế này, bây giờ thì mình quay nhà trước chút xíu đi cho rõ coi chỗ nào cần thiết chưa làm thì mình làm. Bóng đèn lắp rồi luôn anh. Dạ. Cái này nó có miếng lớp để chống chống giật trong này luôn, trong này luôn. Dạ. Rồi anh đừng có đụng nha, anh giật cái nó cũng có chống. Ghê vậy, cái tay mà cứ đưa vô. Vậy là anh đi cái đường ống này luôn không cho giật anh. Đi đường ống này luôn. Chống giật ha. Rồi. Thì tổng thể thì lên xong rồi đó. Đó, chú nói rồi, mai mốt con không đi học là con thua thiệt lắm nha. Bà còn nói chuyện được không? Em qua đây giúp nhà bà biết không? Biết thì bà nói không có. Nhưng mà bà dài là kéo xong hết rồi. Kéo xong rồi, cái này mới dẫn đồng hồ vô. Một lát nữa anh đi cái ống chống giật ở đó luôn. Đi cái ống trắng. Ống là ống trắng giống như ống bên sáu à? Đúng rồi. Giống như ống ở đằng sau phải không? Giống ống ở đằng sau á, tại cái này mới kéo điện vô á, rồi người ta câu đại vậy đó. Rồi tổng thể là ổn rồi phải không? Vậy thì cái nước này là nước của bên nhà chị Lan á hả? Vậy thì bây giờ là đi. Vậy thì bây giờ cái ống nước này nhà chị Lan phải không? Dạ. Vậy thì bây giờ anh thợ anh đi dùng cái ống này ra làm sao đi? Rồi. Bây giờ đi cái ống này bữa trước mình hợp đồng thế nào rồi? Anh chỉ có đi từ cái toilet đó thôi, nhưng mà từ đây ra sau thì vậy nếu thì, mà kia cái ống này nữa em gửi tiền cho. Dạ. Bây giờ đi cái ống mua đi cái ống bao nhiêu tiền rồi anh đi dùng nha. Dạ. Rồi anh đi dùng công cái đó cho. Nhưng mà hồi đó ống nước này là ai đi? Là mấy người bên công ty nước ta đi hả? Công ty đi. Vì sao ngày xưa chị Lan cất ra đây giữ vậy chị Lan? Hồi đó là chưa có nhà tàu Pháp lại đo. Bây giờ nhà Pháp đo rồi thì kéo dây thì đất nó ra bên kia. Chứ cũng tháng hạn này cũng cất rồi. Tháng hạn này cất rồi phải không? Rồi. Vậy thì bây giờ thế này nè, nếu mà vậy thì chị Lan tạm thời xài đây đi. Rồi chị kêu công ty nước á, người ta tới đây người ta dời đi. Rồi bây giờ nếu mà anh Dư ảnh kéo á, thì nửa mất công tháo cũng vậy à. Dạ. Nhé. Còn tiền thì được cô Hương hỗ trợ cho để mà kéo ống nước rồi. Thì anh thợ tổng thể là nhà chị Lan xong chưa anh? À, cũng xong hết. Dạ. Rồi. Rồi chị Lan nhà chị có dột cái gì không? Không có. Ổn không? Rồi dự định tương lai sắp tới là có nhà rồi mình định đi làm hay là mình cho con đi học hay thế nào, chị có thể chia sẻ được không? Cho con đi học không đi lên làm đâu. Rồi, rồi bé lớn con chị lúc nãy nó có nói là nó không đi học nữa đó, rồi chị tính sao? Em ép nó. Ép đi học hả? Dạ. Khuyên đi học chứ phải ép nha. Dạ, khuyên đi rồi học. Chồng chị ở nhà sẽ làm gì? Làm xịt thuốc, dặm lúa. Ai kêu gì làm nấy hả? Dạ. Với thế tại sao không đi Bình Phước làm nữa? Nghỉ làm rồi. Sao không đi nữa? Nên em nghe coi. Ghẻo à. Làm ghẻo hả? Dạ. Vậy bây giờ thì ở nhà thì em thấy cũng được á, tại vì chị thấy bà yếu rồi. Mẹ em yếu nữa, thấy mẹ em bệnh
Dạ. Thì mình làm thì cũng làm bên nhà bên kia thì nhớ mẹ. Dạ. Muốn khóc luôn á, nhớ mẹ muốn khóc luôn. Đúng rồi, bây giờ thì theo cái cách nghĩ khách quan của em á, là bây giờ là mẹ chị cũng yếu rồi. Giờ chị ở nhà chị chăm mẹ chị đi, rồi vợ chồng chị người ta mướn gì làm nấy, thay vì chị lên trên kia cũng làm thôi. Đó, ở đây cũng ở đồng ở quê, nếu mình chịu khó cũng có việc làm mà. Với lại con chị thì sắp tới qua năm chị cho nó đi học, bây giờ chắc cũng trễ rồi đúng không anh Dư? Trễ, tới nghỉ hè là con anh qua giờ năm. là học học kỳ 2 phải không? Rồi, học kỳ 2 rồi. Vậy thì em nghĩ là chị bây giờ trước mắt chị cứ ở nhà chăm mẹ chị đi, rồi con chị đi học cho đi học. Giờ thì hôm nay thì em chúc mừng cho vợ chồng chị đã có căn nhà mới. Thì em cũng là đại diện của chú Mạnh Thường Vương á, thì đã làm cầu nối để mà giúp đỡ gia đình chị như vậy á, thì có cái căn nhà ấm rồi. Hen, chị thấy cái căn nhà này chị thấy thế nào? Vui Vui, mừng 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 hả? Rồi anh này nói chuyện được không anh? Vui được mừng không? vui Có nói gì được không? Nói em nghe vui thôi. coi nhà có vui rồi Vậy hả? Rồi. Rồi vậy thì bây giờ thì em sẽ gửi tiền cho anh Thợ hen. Bây giờ thì số tiền hôm trước là anh em mình hợp đồng với nhau đó là tổng tiền nhà là 43 triệu 300 ngàn đồng phải không? Dạ. Là hôm đó là chưa tính ống nước phải không? À, chưa tính ống nước này Rồi, kia đó. bây giờ thì có tiền ống kéo ống nước rồi, nhưng mà đại khái là bây giờ nhà kế bên người ta bắt là chị Lan là phải dời cái ống nước đi, người ta cất nhà đất của người ta. Rồi vậy thì chị Lan sắp tới chị sẽ dời nha, kêu công ty nước dời cho. Không có nhiêu tiền đâu. Rồi vậy thì số tiền hôm trước là mình hợp đồng là 43 triệu 300 ngàn đồng, nhưng mà mình ứng được là 20 triệu rồi hen. Thì số tiền hôm nay em trao cho anh nữa là 23 triệu 300 ngàn đồng là đủ luôn hen. Vậy thì anh đếm giùm em 23 triệu 300 ngàn đồng, còn lại tiền thợ. Đủ Rồi, rồi xanh. 23 triệu 300 ngàn đồng, thì Dạ. hôm trước thì 20 triệu đó là tổng là 43 triệu 300 ngàn đồng là đủ hen. Dạ. Chị Lan ăn tiền thợ em đã trả cho chị đủ hen. Dạ. Vậy thì chị không có nợ gì tiền với thợ hết á, còn ống nước á thì sau này anh thợ để cho chị Lan kêu công ty nước lại á, Dạ. dời cái đó rồi bắt đầu mình mua ống cho người ta kéo luôn, mình trả tiền công luôn, không cần anh Dư kéo đâu. Dạ. Tại vì bây giờ nếu mà anh kéo thì nữa người ta cũng phải bắt dời à, Dạ đúng không? dạ. Rồi vậy thì không cần kéo đâu, nhưng mà tiền thì đã được hỗ trợ để kéo ống nước rồi. Tại vì cô chú nghe em nói lúc trước có nói là không có tiền để kéo ống nước, nếu mà được hỗ trợ thì sẽ kéo ống nước cho chị. Nhưng mà bây giờ thì ống nước đó cũng phải dời, à bây giờ thì thôi để cho công ty nước người ta tới đây người ta kéo người ta dời luôn. Đó mình thanh toán luôn cho chị Lan thanh toán. Bây giờ thì em xin được phép nhín thời gian chút xíu để em đọc tên các cô chú Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chị Lan ha. Bây giờ thì xin xin được phép đọc tên các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân quý khán giả đã gửi tiền về ủng hộ cho chị Lan. Một lần nữa thì xin thay mặt gia đình của chị Lan xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị quý khán giả trong và ngoài nước và quý Mạnh Thường Quân luôn ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn như chị Lan. Bây giờ thì đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn là cô Ba Hoàng ở Mỹ ủng hộ cho 1.660.000, chị Lục Mỹ Xuyên ở Nhật Bản ủng hộ cho 40 triệu đồng, cô Hoa ở Mỹ ủng hộ cho 150 đô đã được 3.465.000 đồng, chị Lê Diệu Anh ủng hộ cho 2 triệu, một chị Mạnh Thường Vương giấu tên ở Canada ủng hộ cho 100 Canada đã được 1.700.000 đồng, cô Hương ở Mỹ ủng hộ cho 2.276.000 đồng là nói là cái ống nước á. Chị Hồng ở Mỹ ủng hộ cho 150 đô đã được 3.465.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Minh Châu ở Mỹ ủng hộ cho 300 đô đã được 6.930.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân tên Triệu Thanh Kim ủng hộ cho 1.139.500 đồng. Cô Hường Lý ở Mỹ ủng hộ cho 2 triệu. Thì tổng số tiền sanh cộng lại được là 64.635.500 đồng. Thì trừ cho 43.300.000 đồng thì còn lại là số tiền là 21.335.500 đồng. Thì hôm nay thì san sẻ trao cho chị Lan 5 triệu chị Lan hen. Em trao cho chị 5 triệu là để chị mua thuốc cho mẹ chị á. Thì nghe nói bà yếu rồi thôi chị gán mua thuốc uống hoặc là chích hoặc là chị mua đồ ăn này cho bà phụng dưỡng bà đi hen. Như mình bây giờ người còn sống thì mình cố gắng mình lo cho ăn uống đầy đủ đi đúng không anh Dư? Đúng Đúng rồi. Còn sống thì mình cứ cho ăn uống đi, thì nghe nói bà yếu rồi. Còn khi nào mà sắp tới là nhà chị làm nhà khoảng 1 tháng nữa, hoặc là chưa tới tháng em không cần biết, khi mà các anh đó tới đây để mình làm nhà giúp chị á thì cứ điện thoại cho anh Dư đi, rồi bắt anh Dư điện thoại cho em hen, rồi sau đó em sẽ tới đây em trao tiền cho chị để cho chị làm nhà sau hen, còn dư bao nhiêu nữa thì em sẽ trao lại hết cho chị.
tại cái số tiền của chị á, thì các cô chú mạnh thường quân thì ủng hộ được bao nhiêu đây là mừng lắm rồi. Lúc đầu thì được rất là ít, nhưng mà khi mà em kêu gọi á, thì các cô chú mạnh thường quân á, biết khán giả cũng thương, thì ủng hộ được bao nhiêu đây thì cái phước cái phần của bao nhiêu đây thì mình hưởng bao nhiêu đây hen. Rồi chị có muốn nói gì với các chú mạnh thường quân không? Cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn anh Sánh thì giúp đỡ em á, có nhà có cửa em mừng rồi. Rồi không biết nói gì hả? Dạ, xúc động quá rồi, không sao chị Lan. Rồi kính thưa tất cả các chú anh chị, thì thật sự là xin chia sẻ một chút xíu là gia đình của chị Lan á, thì cũng khù khờ lắm, cho nên cách ăn cách nói thì không có được mà trôi chảy. Rồi thêm một cái nữa, không có học nữa thì thôi, bây giờ mình giúp đỡ thì mình cứ giúp đỡ thôi. Còn cái phước cái phần của chị Lan bao nhiêu thì Sanh cũng nhận số tiền đó, Sanh trao cho gia đình bấy nhiêu. Thì bây giờ Sanh đã trả cho tiền thợ là xong rồi, thì số tiền của chị Lan còn lại là 21.335.500 đồng, thì Sanh sẽ trao cho chị Lan hôm nay là 5 triệu để cho chị Lan phụng dưỡng cho mẹ già. Thì gần Tết thì các anh em của chị Lan tới đây là phụ làm nhà sau của chị Lan, đúng không chị Lan? Rồi lúc đó em sẽ trao tiền cho chị hen, để chị làm nhà sau hen. Còn dư bao nhiêu tiền thì chị cất đi để phụng dưỡng cho mẹ chị hen. Rồi sau đó vợ chồng chị thì ở nhà làm mà không, quyết định ở quê làm mà không. Rồi rồi gán cho đứa nhỏ đi học nha. Còn tiền của chị thì bao nhiêu thì em gửi cho bấy nhiêu. Vậy thì bây giờ em sẽ trao cho chị 5 triệu hả chị Lan? Chị uống, chị để mà phụng dưỡng cho bà hen. Cho bà ăn uống đầy đủ đi. Người còn sống thì mình cứ lo cho ăn uống đầy đủ đi. Rồi đây, chị đếm giùm em đi chị Lan. Đếm tiền được không? Không biết đếm tiền hả? Rồi vậy anh, đếm tiền được không? Đếm tiền được không? Không được thì anh Dư đếm giùm đi. À, anh Dư đếm giùm đi. Đếm đi. Cái tờ này tờ 500 nè. 1 triệu nè. 1 nè. 2. 2 nè. 3 nè. 4. 5. Cái này dư. Dư hả? Dư 500 à. Chờ xíu nữa là em không có tiền bù rồi. Vậy thì em trao cho vợ chồng chị 5 triệu ha. Rồi vậy thì số tiền này là để phụng dưỡng cho bà ha. Nhóc nhỏ này chú dặn rồi á, gán đi học nha, con không đi học là sau này tương lai của con mịt mù tăm tối đó. Rồi vậy thì số tiền của chị Lan còn lại là 16.335.500 đồng, thì sắp tới thì Sanh sẽ trao cho chị Lan để làm nhà sau luôn. Rồi hoặc là chị ấy có thể có tiền để phụng dưỡng cho mẹ già. Tại bây giờ thì Sanh cũng xin được phép chân thành cảm ơn cô chú anh chị biết khán giả rất là nhiều đã ủng hộ cho chị Lan. Một lần nữa thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các chú anh chị mạnh thường quân, quý khán giả, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn giống chị Lan. Xin kính chúc tất cả các chú anh chị biết khán giả mạnh thường quân năm mới thật là nhiều sức khỏe luôn, an lành hạnh phúc. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.